Và chúng ta cùng đến với quả đá phạt đền của Romario, cầu thủ có thể nói là sát thủ với gương mặt rất hài hước. Anh đang rất tập trung. Lấy đà các kiểu các thứ, dứt điểm đi, vào rồi. Đưa bóng lên mừng nào, đưa bóng đây lên mừng nào. Ok ok. Lớp 1 đến lớp 5 ta còn chưa sợ. Bố mình nhịn nó lâu lắm rồi thế nhá. Không đưa thì thôi, làm gì mà anh em căng thẳng đấy nhở. Ôm cái có tình cảm nào. Có thế thôi mà đùa hết ca hồn. Đây là một tình huống tổ chức đá phạt khá là lằng nhằng và có bài bản của các cầu thủ Thanh Hóa. Trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Sài Gòn tại V-League 2016. Khuôn mặt của Văn Thuận như con đội đứng hàng rào nó rất là lo lắng với tình huống đá phạt thực sự không hiểu này. Một người, hai ông. Đến ông thứ ba, ông thứ tư chuyền đi. Ô kìa. Thôi xong rồi, đôi giày đây rồi. Một tình huống phản công rất tốc độ của cao thủ Sài Gòn. Trừng phạt rồi. Có phải là trừng phạt hay không? Đúng là như vậy. Một tình huống đưa bóng ra góc hai, dứt điểm đi. Ok, đâu đá phạt đấy, ông vừa đá phạt vừa đá phạt đây, ra đây nào, đá phạt đấy, đá tiếp nữa xem nào. Tình huống có thể nói là quá khó hiểu và lằng nhằng của cao thủ Thanh Hóa FC. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Đây là Diachenko, tiếp tục là cầu thủ Thanh Hóa, đứng trong khung thành đang là thủ môn Thanh Thắng. Một tình huống lườm giao góc thì thôi xong rồi, hỏng rồi, đôi giày. Chính xác là đây rồi. Một bàn thắng đến quá bất ngờ mà có lẽ Diachenko thậm chí còn chưa hiểu điều gì ra. Đùa đèn thế nhở. Tôi cũng đến tiền hình mà thôi với tình huống xử lý như vừa rồi của Thanh Thắng. Chúng ta hãy cùng xem lại. Ở đây à, đây đúng rồi, chuyền của bóng quá hợp lý và xuất sắc luôn. Một tình huống kiến tạo có thể nói là ở cái tầm chất của Thanh Thắng. Tuy nhiên thì anh lại thay vì kiến tạo cho đồng đội thì anh lại quyết định kiến tạo cho đối phương. Quá khó hiểu. Nó ở cái tầm chất. Phan Văn Long đưa bóng sang Phan Văn Long. Dứt điểm đi. Ơ kìa, đưa vào đá bóng kìa. What? What the fuck? Cái gì đấy? Đưa tôi cái chai. Tôi phải ném phát cho nó hiểu luôn. Đá bóng này mà không vào, đùa thật sự luôn. Tôi đấy thần kinh mất thôi với cái tình huống xử lý vừa rồi. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có lẽ là mặt cắt luôn giọt máu, tưởng như đã chết rồi. Nhưng may là đội một sống dậy. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý vừa rồi. Phan Văn Long có thể nói là làm tất rồi. Chỉ việc đệm bóng vào lưới mà thôi. Rất khó hiểu khi đồng đội của anh lại có một tình huống đưa bóng đi quá thiếu chính xác. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa. Không hiểu bóng đã đi đâu. Phải tôi mà là Phan Văn Long là tôi dỗi luôn, lần sau là tôi không chuyển nữa. Còn đây là cao thủ Hà Nội FC. Romario đi bóng. Dứt điểm đi, đâu trời ơi, đá bóng rồi, ôi là trời ơi. What the hell? Lại là Văn Quyết rồi, ôi anh ơi là anh ơi. Cạn lời luôn. Không thể hiểu tại sao bóng ấy lại không vào nữa. Chúng ta cùng xem lại tình huống rất nỗ lực của Romario để đưa bóng vào. Ở một cự ly quá gần thì đội trưởng Văn Quyết lại có thể có một pha dứt điểm mà không thể ai hiểu nổi luôn. Bóng đi quá thiếu chính xác. Chính xác là có thể nói là Văn Quyết là một người chỉ thích làm việc chó, à nhầm, chỉ thích làm việc khó. Và mà tiếp tục Văn Quyết sẽ là người thực hiện tình huống penalty dành cho Hà Nội FC. Gương mặt rất căng thẳng và rất tập trung của Văn Quyết, anh sẽ làm gì tình huống này? Văn Quyết có hiểu quá, thật sự là như thế. Đúng với biệt danh Quyết rừng thì pha dứt điểm của anh đã đưa bóng thẳng lên một khu rừng ở trên vùng núi phía Bắc. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống dứt điểm, có thể nói là bóng lên thẳng với vũ trụ chứ không phải là một khu rừng nào phía Bắc nữa rồi. Còn đây là các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng FC. Amido bán đấy, không vào đấy là Vinson. Tôi cạn lời với Vinson được trong cái tình huống này mà thôi. Đã kiểu gì không hiểu nữa. Bóng cách khung thành có lẽ chỉ khoảng tầm hơn 3 mét, chứ không hiểu sao mà gôn trống. Huấn luyện viên Trung Hê Sông, ok em ơi, thôi đã thế được rồi, đã thế thì anh cũng chịu rồi. Anh cũng không biết nói gì về em nữa rồi. Chúng ta hãy cùng xem lại.
Bản đề có thể nói là làm hết mọi thứ rồi và Phi Sơn chỉ việc đệm móng vào lưới nhà thôi. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa. Quá khó hiểu cái tình huống đệm bóng này. Khung thành có lẽ là đã quá rộng mở rồi. Tuy nhiên thì thay vì đá vào trong khung thành thì Phi Sơn lại thích làm điều khó hơn rất nhiều. Đó là đá ra ngoài.